6 đề 5 thực chiến đề lý. Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 mét và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2×10^-5C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường luôn hướng thức vương ngang và có độ lớn là 5×10^-4 trên mét. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ vận gia tốc điện trường g một góc 54 độ, rồi bù nhẹ cho con lắc dao động điều hòa lấy g bằng 10 m trên dây bình. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là, thì đầu tiên anh sẽ vẽ hình minh họa cái bài này. Thì đây phần ngực này, phần thẳng đứng như cái này là alpha, được chưa? Thì ở đây đầu tiên anh sẽ đi tìm vị trí góc lệch của dây treo, vị trí góc lệch của vị trí cân bằng so với phần thẳng đứng, anh gọi là tan alpha. Đây gọi là alpha, thì tan alpha nó sẽ bị viết bởi công thức gì nhỉ? Bằng F trên P hay chỉ bằng Q E trên MG. Và từ đây anh sẽ tính nó ra bằng gì nhỉ? Một. Suy ra alpha nó bằng 45 độ. Giờ anh tính, sau đó anh sẽ tính gia tốc trong trường biểu kiến. Thì anh sẽ có là gì? G phẩy bằng g nhân với 1 trên sin alpha. Đây con này alpha mà đúng không? Thì g phương này thì g phẩy sẽ bằng g trên sin alpha và nó sẽ bằng g căn 2. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, khi kéo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 54 độ thì 54 độ à, khi kéo lệch dây treo khỏi để sao cho dây hợp với gia tốc trọng trường một góc 54 độ thì 54 độ nó sẽ như này. Thì góc này sẽ là 54 độ này. Được chưa? Thì lý độ thì cái biên độ góc của nó anh gọi nó là phi không, nó sẽ bằng 54 trừ đi 45 nó sẽ bằng 9 độ. Thì ta sẽ tìm Vmax bằng cách đó là suy ra Vmax nó sẽ bằng căn của 2GL, gợi nhớ G này G phẩy nhá, căn của 2G phẩy L nhân với 1 trừ cos phi 0 và nó sẽ ra nó gì bao nhiêu nhỉ, căn của 2 nhân với 10, G bằng 10 nhân căn 2 L bằng 1 thì không tính nữa, nhân với 1 trừ cos của 9 độ, nó ra là 0,59. Ok. 0,59 đơn vị là mét trên giây từ đồng tập chọn IA. Bài này thì được ghi khá kỹ trong cuốn Công phá Libra, cái dạng bài này này. Thì các em tìm đọc nhé. Rồi chúc em học tốt.